Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình miễn phí tại Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để xây dựng một menu đa cấp với HTML và CSS. Trong đó chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng CSS3 để chúng ta tạo ra những cái hiệu ứng làm cho menu nó đẹp hơn. Thì đối với menu đa cấp thì nó không còn xa lạ gì đối với những bạn đang theo học lập trình web tại Suntech cũng như là những bạn đã đi làm rồi. Thì làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được một cái menu đa cấp đơn giản nhất, nhanh nhất và có thể tái sử dụng? Thì ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng từ đầu đến cuối. Thì các bạn sẽ xem là tôi sẽ sử dụng những thuộc tính gì ở trong CSS để có thể xây dựng nên cái menu này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập của mình. Thì ở đây, đầu tiên tôi sẽ tạo ra một trang HTML. Tôi sẽ tạo ra một trang HTML là menu đa cấp. Tôi sẽ để trang đó là menu.html như thế này. Các bạn lưu cái file menu.html, đây chính là trang menu.html, vào trong thư mục trên máy tính của mình. Ví dụ tôi lưu ở trong thư mục là menu, sau đó tôi sẽ lưu trang HTML này. Và tiếp theo tôi sẽ tạo ra một trang HTML. Thì các bạn chỉ cần gõ HTML tab thì lập tức chương trình Suplantech nó sẽ hỗ trợ chúng ta tạo ra cấu trúc trang HTML như thế này. Thì cấu trúc của một trang HTML như thế nào thì ở những bài học trước tôi đã hướng dẫn các bạn, và cái cấu trúc này vô cùng quan trọng. Ở đây tiêu đề của trang tôi sẽ để là menu đa cấp. Và đối với phần menu này tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một thẻ đít sẽ chứa toàn bộ menu của chúng ta. Thẻ đít này tôi đặt menu ID có tên là menu. Đây. Ok. Sau đó chúng ta sẽ thể hiện menu. Thì đối với menu thì chúng ta sẽ sử dụng thẻ danh sách bất tuần tự, chính là thẻ UL. Và bên trong mỗi thẻ UL thì chúng ta sẽ có nhiều thẻ LI, và mỗi thẻ LI chúng ta sẽ có thẻ A, thẻ liên kết. Các bạn chỉ cần gõ tên thẻ và nhập tag thì lập tức Suplantech nó sẽ hỗ trợ các bạn viết đầy đủ thẻ đóng mở như thế này. Đây tôi sẽ để là cô. Sau đó tôi sẽ copy các menu này ra. Tôi sẽ đặt tên cho từng menu là About, tiếp theo sẽ là Product, tiếp theo nữa sẽ là Service, và cuối cùng sẽ là Contact. Tôi sẽ chạy menu này lên. Tôi sẽ chạy trang web này lên. Đây, thì các bạn thấy là đây là cái nội dung HTML mà chúng ta vừa tạo. Nó có thẻ div và danh sách thẻ ULLI như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi CSS cho nó. Thì thông thường chúng ta sẽ tạo ra một file CSS ở bên ngoài và nhúng vào trong trang này. Tuy nhiên, đối với phần demo này tôi sẽ thực hiện viết CSS ở trong đây luôn để các bạn tiện theo dõi. Sau đó tôi sẽ mua nó ra bên ngoài sau. Thì để viết CSS trong một trang HTML như thế này, đây người ta gọi là khai báo nội tuyến, khai báo trong nội bộ của trang, thì chúng ta sẽ viết CSS ở trong thẻ style như thế này. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi CSS cho từng phần của menu. Thì trước khi thực hiện CSS cho menu, chúng ta sẽ làm một công việc quen thuộc, đó là reset trình duyệt. Đây chúng ta sẽ sử dụng sao, có nghĩa là chọn tất cả các thẻ, select all đến tất cả các thẻ trên trang, và chúng ta merge 0 pixel, merge 0 pixel và padding 0 pixel. Tại sao chúng ta lại phải làm việc này thì tôi xin giải thích một chút. Các bạn biết là trang mặc định, trang HTML của chúng ta khi chạy lên thì nó sẽ như thế này. Các bạn nhìn thấy là nó luôn luôn tạo ra một khoảng cách giữa top của trình duyệt và bên trái của trình duyệt như thế này. Đây, và bên trên nữa. Và mỗi trình duyệt khác nhau thì nó sẽ tạo ra những khoảng này khác nhau. Có những trình duyệt thì sẽ rất lớn và có những trình duyệt thì sẽ nhỏ thôi.
Chính vì vậy chúng ta phải sử dụng khai báo sao và margin không, padding không như thế này. Các bạn tạm hiểu đây gọi là reset trình duyệt. Chúng ta sẽ reset cho nó về không hết. Và các bạn ép 5 thử lên thì các bạn sẽ thấy nó sẽ về không và nó sát với hai bên như thế này, bên trên và bên dưới như bên trái như thế này. Tiếp theo, chúng ta sẽ định nghĩa đến thẻ body. Thì mục đích của thẻ body, chúng ta sẽ định nghĩa phông, kiểu phông chữ cho toàn trang, đó là phông family. Tôi sẽ để là kiểu Tahoma. Tahoma. Và tôi để phông size là 14 pixel như thế này. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là phông chữ của toàn trang sẽ thay đổi. Đó, các bạn sẽ thấy nó thay đổi. Kiểu chữ nó khác đi một chút và phông chữ nó cũng sẽ khác đi một chút. Tôi sẽ để lên 16 để chúng ta có thể nhìn dễ dàng hơn. Đây. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy phông size nó thay đổi. Tiếp theo, đến thẻ body thì chúng ta sẽ định nghĩa đến menu. Thì các bạn nhìn ở đây, các bạn sẽ để ý thấy một điều, khi xây dựng bất kỳ một trang nào, chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới và đi từ bên ngoài và vào. Cụ thể ở đây chúng ta đi từ body, sau đó đến menu, sau đó đến UL. Chúng ta đang đi từ trên xuống dưới và đi từ bên ngoài và vào, từ trái và sang như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với menu. Thì chúng ta sẽ gọi đến ID là menu. Đối với menu thì chúng ta sẽ đặt độ rộng cho menu, ví dụ tôi để là 650 pixel, tôi để chiều cao là 40 pixel và tôi sẽ đặt background cho nó có một cái màu là 6D136A, các bạn có thể sử dụng bất kỳ màu nào. Sau đó tôi sẽ chạy trang đến đây. Thì các bạn sẽ thấy lúc này menu của chúng ta có màu này, các bạn thấy. Và tôi muốn cái menu này nó nằm ra giữa trang, thì chúng ta sẽ định nghĩa margin 0 pixel auto. Thì lúc này menu này sẽ nằm ra giữa trang. Margin. Đây, các bạn chạy lên thì menu sẽ nằm ra giữa trang. Và tôi muốn menu nó cách với phía trên của trình duyệt với là một khoảng 50 pixel, tôi sẽ để là margin tốt bằng 50 như thế này. Hôm nay nó sẽ cách với phía trên. Ok. Sau khi định nghĩa xong menu rồi, các bạn tiếp đến các bạn sẽ định nghĩa đến thẻ UL. Tôi đặt cái UL class này sẽ là menu, sẽ là parent, có nghĩa là cái phần cha đó. Hay tôi để là root đi. Root UL có class là root. Tiếp theo chúng ta sẽ truy cập đến UL có class là root như thế này. Và đối với UL thì chúng ta sẽ, nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái margin không, padding không, nên chúng ta không cần định nghĩa gì cho UL nữa. Chúng ta sẽ định nghĩa vào phần LI và chúng ta sẽ định nghĩa cho thẻ LI. Việc đầu tiên chúng ta cần là loại bỏ cái chấm đen này đi. Cho thẻ LI thì chúng ta dùng list style bằng 5. Các bạn chạy lên thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ loại bỏ cái này đó đi. Và menu thì tất cả các menu nó phải nằm ngang hàng nhau. Lúc này chúng ta sẽ định nghĩa float left cho menu, chúng là thẻ LI. Thì lúc này danh sách các thẻ LI đã nằm ngang hàng nhau như thế này các bạn nhé. Đây, sau khi định nghĩa xong LI rồi, chúng ta sẽ đi tác động vào thẻ A bên trong LI. Đây, từ thẻ LI chúng ta gọi đến thẻ A như thế này. Chúng ta copy cái ở trên. Các bạn viết lần lượt như thế này thì sau này nó sẽ đảm bảo là không thuộc tính CSS nào bị ảnh hưởng đến nhau. Tôi từ thẻ UL root LI gọi đến A. Và đối với thẻ A, việc đầu tiên tôi muốn là loại bỏ gạch chân đi. Tag decoration bằng 5. Thì các bạn sẽ thấy gạch chân nó sẽ bị loại bỏ đi. Đây. Đó, thì lúc này sẽ không còn gạch chân nữa. Và tôi sẽ để phông chữ color lên là màu trắng như thế này. Các bạn sẽ thấy lúc này phông chữ của chúng ta có màu trắng. Và tôi muốn là menu nó sẽ cách nhau, cách đều về bên trái bên phải, cách nhau khoảng mỗi bên 15 pixel. Thì tôi sẽ để padding theo chiều bên trên là 0 pixel, bên dưới là 0, bên phải là 15 pixel, bên dưới là 0 pixel và bên trái là 15 pixel như thế này.
Sau đó tôi sẽ đặt line 2 bằng đúng chiều cao của menu 40 xem để cho nó nằm ra giữa đây. Nằm ra giữa theo chiều dọc. Đây các bạn sẽ thấy nó sẽ nằm ra giữa theo chiều dọc. Đó. Và tiếp theo nữa, tôi sẽ viết sự kiện hover cho thẻ A. Thì đối với thẻ A này tôi muốn đặt thêm một thuộc tính. Tôi sẽ chưa đặt ngay, tôi sẽ dùng hover cho thẻ A trước. Thì đối với thẻ A khi hover là tôi muốn có background là màu cam always như thế này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy menu của chúng ta có background là màu cam như thế này. Các bạn thấy là ở đây chúng ta có một vấn đề, đó là thẻ A của chúng ta là thẻ inline, nên độ rộng của nó thì nó đang bằng nội dung mà nó chứa cộng với cái padding. Đây. Nhưng chiều cao của nó chỉ đang bằng nội dung nó chứa thôi, bằng đúng cái tách này. Tôi muốn chiều cao của nó cao bằng menu. Thì lúc này tôi sẽ chuyển cái này, chuyển từ kiểu inline của thẻ A sang kiểu block, thì tôi sẽ để display block như thế này. Thì lập tức nó sẽ cao bằng menu. Đây, các bạn nhìn thấy. Đó, khi hover vào các bạn sẽ nhìn thấy cả cái vùng màu vàng này là của thẻ A. Thì các bạn thấy đây là một cái menu, nó chưa có cấp nào cả. Và chúng ta đã dựng nó thông qua một vài cái thuộc tính CSS chúng ta đang sử dụng. Và khi hover vào thì chúng ta đổi màu nền như thế này. Và chúng ta hoàn toàn có thể đổi cả chữ sang màu đỏ, ví dụ như vậy. Màu vàng với màu đỏ là khá là ăn ý với nhau đây. Và các bạn thấy là chúng ta đưa chuột sang thì màu nó thay đổi như thế này. Bây giờ tôi muốn có một cái hiệu ứng nó đẹp hơn, là khi hover chuột vào thì cái background này nó sẽ hiển thị chậm hơn một chút và nó mượt mà hơn. Đó thì chúng ta sẽ dùng như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng CSS3. Thì chúng ta chỉ cần tác động CSS lên cái thuộc tính khi mà hover vào thẻ A. Thì chúng ta chỉ cần thêm một cái thuộc tính. Ở đây tôi sẽ sử dụng transition bằng kiểu isIn với cái thời gian tôi để là 0.60 giây như thế này. Tiếp theo tôi sẽ dùng thêm Mozart transition cũng kiểu là isIn với 0.60 giây, và đồng thời tôi thêm một thuộc tính là WebKit của transition. Tôi cũng để là isIn 0.60 giây như thế này. Lúc này các bạn xem nó sẽ có sự thay đổi như thế nào khi tôi đưa thuộc tính CSS3 vào hover của thẻ A. Tôi F5 lại trang lên, các bạn sẽ nhìn thấy đó, cái hiệu ứng hiển thị nó sẽ chậm hơn, đây, nó sẽ nhịp nhàng, nó sẽ cảm giác nó mềm mại hơn. Tôi có thể tăng cái giây này lên, ví dụ như giảm cái số giây này xuống 35 giây để cho nó nhanh hơn một chút. Thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ thấy là đó, nó nhanh hơn một chút nhưng nó sẽ mềm mại hơn. Và khi các bạn đưa chuột rất nhanh thì nó sẽ không hiển thị ngay, giống như cái lúc trước khi chưa có CSS3 thì các bạn đưa cái là nó sẽ nhận luôn, ngay và luôn. Đây, nó sẽ chạy ngay và luôn như thế này. Nhưng nếu các bạn đưa CSS3 nó bị delay bởi số giây này nên nó sẽ không hiển thị ngay. Đây, khi đưa vào chưa kịp hiển thị, nhưng nếu đưa vào chậm như này thì nó sẽ rất là hiển thị, rất là mượt. Đó, thì đây là thuộc tính của CSS3. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cách để chúng ta làm menu. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái menu sủ ra khi chúng ta hover chuột vào từng cái menu ở trên này, thì nó sẽ phải sủ ra cho chúng ta menu ở dưới. Chúng ta sẽ làm được như sau. Thì mỗi cái menu con ở dưới tôi tạm gọi nó là sub menu, và nó cũng được định nghĩa bằng thẻ ULLI. Và mỗi menu này tôi sẽ để nó nằm trong một cái thẻ LI của cái menu cha, và tôi định nghĩa thẻ UL với class là sub menu như thế này. Sau đó
chúng ta cũng sẽ có LI và cũng có A như thế này. Và mỗi A này tôi sẽ có một cái danh mục sản phẩm. Tương ứng với từng menu tôi đặt là menu shop item 1 đi. Tương tự tôi sẽ để khoảng 6 menu. Item 2, item 3, 4, 5 và 6 menu như thế này. Chúng ta sẽ chạy nó lên khi add một menu vào như thế này. Thì các bạn sẽ thấy điều gì? Lúc này các bạn sẽ thấy là cái nội dung này của chúng ta nó bị vỡ và nó bị ảnh hưởng. Những cái menu phía sau khi add vào cái sub menu này, chính là thẻ UL khi đưa vào đây, nó bị ảnh hưởng bởi những cái CSS trước. Thì làm thế nào để chúng ta không bị ảnh hưởng bởi CSS trước? Thì chúng ta sẽ đi làm như sau. Các bạn biết là chúng ta đang định nghĩa UL như thế này và LI như thế này. Thì thay vì chúng ta định nghĩa như thế này, có nghĩa là nó sẽ tác động đến tất cả những cái thẻ LI sau nó, kể cả LI ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ không viết như thế này nữa, chúng ta sẽ làm như thế này. Thêm một cái dấu lớn hơn như thế này, có nghĩa là chúng ta chỉ tác động đến những thẻ LI đầu tiên ngay sau cái UL này. Đó. Tương tự ở đây chúng ta cũng sẽ làm như thế này và tác động những thẻ A đầu tiên. Ở đây tương tự như vậy, chúng ta sẽ chỉ tác động đến những cái đầu tiên ngay sau nó. Đó, thì các bạn sẽ thấy là menu ở trên không ảnh hưởng và menu ở dưới cũng không ảnh hưởng gì. Vấn đề của chúng ta bây giờ là đi định nghĩa menu ở đây, cái sub menu này. Thì đối với sub menu chúng ta sẽ gọi một cách đơn giản là chúng ta từ UL có class là sub menu, chúng ta sẽ định nghĩa width cho nó, tôi để khoảng 250 pixel chẳng hạn. Sau đó tôi đặt background cho nó có màu tương tự với màu của menu trang là 6D136A như thế này. Và tôi để chiều cao min 2 cho nó, chiều cao tối thiểu của nó tạm tính tôi để khoảng 200 pixel như thế này. Chúng ta nhìn qua một chút, đó thì nó sẽ cao như thế này. Chúng ta để khoảng 150, ok, min 2. Và sau này nếu cao hơn thì sẽ tự động cao thêm. Sau đó chúng ta sẽ loại bỏ cái icon đen đen này của LI trong sub menu. Thì chúng ta sẽ gọi đến sub menu như thế này, và chúng ta sẽ bỏ bằng cách dùng thuộc tính list style nào. Các bạn sẽ thấy nó mất đi. Ok, bây giờ chúng ta chỉ việc tác động vào thẻ A. Thì đối với sub menu chúng ta cũng sẽ gọi đến thẻ A như thế này. Và chúng ta sẽ, đầu tiên chúng ta sẽ làm cho màu chữ có màu trắng, các bạn nhìn này. Đó, sau đó chúng ta loại bỏ gạch chân bằng thuộc tính text decoration. Sau đó chúng ta sẽ đặt thuộc body display block. Đối với thẻ A các bạn luôn luôn set cho tôi thuộc tính display block để chuyển nó về kiểu block. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái border bottom cho thẻ A sẽ bằng 1 pixel solid, và chúng ta để màu F1 xem nó như thế nào. Thì nó sẽ có màu này. Ok, tôi sẽ để một cái màu nhạt hơn, FCCC, một cái màu nó đây, nó ghi, nó là một màu ghi. Và chúng ta sẽ tăng cái chiều cao của menu lên bằng cách dùng line height là 40 pixel như thế này. Ok, đó. Và chúng ta sẽ đưa cái nội dung text này thuộc vào trong, so với bên trái một khoảng, chúng ta sẽ dùng text indent cho thẻ A, text indent bằng 10 pixel như thế này. Thì các bạn sẽ thấy text của nó sẽ thu vào bên trái một chút. Tôi muốn để border top chứ không phải border bottom, thì tôi để như thế này. Đây, đó, thì chúng ta nhìn cái menu nó thực sự rõ ràng và như thế này. Và tôi muốn là khi hover vào thẻ menu product nó mới show menu này ra, thì tôi làm như sau. Và lúc mới vào trang thì tôi ẩn menu này đi, thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ ẩn cả cái sub menu này bằng cách display này. Ok, các bạn sẽ thấy không còn menu nữa. Vậy thì lúc này
Khi mà tôi hover vào thẻ này thì các bạn thấy là tôi sẽ phải viết như thế nào. Khi tôi hover vào li của menu chart, tôi để hover như thế này, thì tôi sẽ gọi đến submenu UL, chính là cái mà chúng ta đang ẩn nó đi bằng display 5 ở đây, và chúng ta hiển thị nó lên display block. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Đó, nhưng có một điều là các bạn thấy cái menu của product ban đầu nó chỉ nhỏ bằng chữ đến đây thôi, nó giống như thằng contact hay là service, nhưng lúc này cái menu của product nó bị ảnh hưởng bởi cái con và nó đang có độ dài rất là rộng. Tại sao lại như vậy? Tại vì lúc này khi chúng ta để cái UL của cái menu con này vào trong đây nên nó bị tác động đến độ rộng của cái product này. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý bằng cách chúng ta sẽ đặt cho cái menu mang thuộc của chúng ta sẽ đặt menu con ở đây mang thuộc tính position là absolute, và chúng ta sẽ quay trở lại menu cha chính là thẻ li chứa cái menu con. Chúng ta sẽ để position là relative để đảm bảo là cái cha thì luôn luôn chứa cái con. Thì các bạn sẽ thấy cái product này lúc này nó sẽ mang cái thuộc tính như thế này và nó không bị ảnh hưởng gì cả, nó không bị ảnh hưởng gì đến độ rộng của product, và menu con ở đây cũng như vậy. Tiếp theo tôi sẽ viết thuộc tính khi hover vào menu con. Tôi muốn cũng có một vài cái hiệu ứng hover ở đây. Tôi cũng muốn sử dụng transition của cái này, và tôi cũng muốn thay đổi cái màu nền giống như ở trên đây. Giống như ở đây. Khi tôi hover chuột vào đây, chúng ta sẽ xem thử. Đó thì nó cũng sẽ thay đổi theo. Đó. Đó. Nhưng các bạn thấy là cái việc sổ ra này nó đang hơi cứng. Hơi cứng. Chúng ta sẽ thay đổi bằng cách nào khi hover và thẻ li ở trên này, sâu ra cái này. Chúng ta thử thay đổi bằng một thuộc tính CSS khác xem sao. Thì ở đây khi hover vào, chúng ta có thể dùng visible. Chúng ta thử thuộc tính này trước. À, nó đang không được. Ở đây chúng ta vẫn giữ transaction. Và chúng ta sẽ đưa transaction vào xem nó có thay đổi không, và tôi sử dụng thuộc tính opacity bằng 1 như thế này. Nó chậm hơn một chút, tôi để là out đi. In và out như thế này. Đó, thì nó sẽ có sự thay đổi một chút. Các bạn sẽ thấy có sự thay đổi một chút. Opacity ở trong trường hợp này không có ý nghĩa nhiều. Rồi, ok. Vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cách làm menu đa cấp. Thì chúng ta ở video sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm menu cho cấp thứ 2 và cấp thứ N. Khi sổ vào đây, khi hover đây nó sẽ phải sổ ra một cái menu ngang ra bên phải này. Đó. Thì ở video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm. Bây giờ chúng ta muốn nhân cái sub menu này sang các menu khác thì chúng ta chỉ việc đi copy cái nội dung chúng ta đã làm ở đây sang các menu khác. Và các bạn nên nhớ là menu con luôn luôn nằm bên trong li của menu cha và nó không nằm trong thẻ A nhé. Các bạn nhớ như vậy. Tương tự ở đây tôi sẽ copy một cái. Đó, ở đây cũng như vậy. Tôi vào. Nó luôn luôn nằm ngoài thẻ A và nằm trong thẻ li của menu cha. Đó, thì lúc này chúng ta được danh sách menu. Ok, tôi xin phép kết thúc cái video này ở đây.
Thì qua video này các bạn sẽ biết cách xây dựng một menu đa cấp như thế này và bạn có thể ứng dụng vào bất kỳ website nào. Ok, bây giờ các bạn hãy xem lại video và hãy thực hiện nó trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.